Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 này, khi tham gia chương trình siêu ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile, quý khách sẽ được hưởng ưu đãi sản phẩm công nghệ giảm tới hơn 50%, ưu đãi 1 triệu đồng khi trả góp qua HomePay Later. Quét mã QR ngay để được biết thêm thông tin chi tiết. Hoàng Hà Mobile xin trân trọng cảm ơn. Chào các bạn, dù Việt Nam và Trung Quốc đều nghỉ Tết Nguyên đán âm lịch giống nhau, và nhất là khi Trung Quốc đô hộ Việt Nam đến 1.000 năm Bắc thuộc, thì cái việc truyền thống đón Tết âm lịch lại càng trở nên giống nhau hơn. Tuy vậy, hai nước vẫn có nhiều khác biệt cả về quan niệm và văn hóa. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Tết Trung Quốc và Tết Việt Nam có gì khác nhau các bạn nhé. Đầu tiên, người Việt gọi Tết đầu năm mới âm lịch là Tết Nguyên đán, nhưng bên Trung Quốc thì gọi ngày này là Xuân Tiết. Trong đó chữ Tiết được biến âm và rút gọn thành Tết. Vậy nên Xuân Tiết cũng có thể hiểu là Tết Xuân. Về thời gian ăn Tết thì nếu đọc nhiều bài báo, bạn sẽ thấy rằng người ta nói Tết ở Trung Quốc kéo dài tới 40 ngày. Vậy thì điều đó có đúng hay không? Trung Quốc ăn Tết cái gì mà tới 40 ngày như vậy? Thì thực ra Trung Quốc cũng như Việt Nam, chúng ta có ngày nghỉ Tết chính thức và cũng có những ngày với các hoạt động trước và sau Tết. Ở Trung Quốc thì ngày nghỉ chính thức thường kéo dài từ ngày 30 đến ngày mùng 7, vậy là khoảng 7 đến 8 ngày. Đây là những ngày mà cơ quan nhà nước sẽ dừng hoạt động, các công việc hành chính sẽ tạm nghỉ, tương tự như ở Việt Nam thôi. Thế nhưng mà ngày nghỉ của người dân Trung Quốc thì lại sớm hơn rất nhiều. Từ ngày mùng 8 tháng 12, phía Trung Quốc đã có những lễ hội lớn mang đến không khí rộn ràng, báo hiệu ngày Tết sắp đến. Còn đến ngày 15 tháng 12 thì rất nhiều công ty, doanh nghiệp đã cho nhân viên nghỉ việc để về quê chuẩn bị đón Tết. Còn ở Việt Nam thì chúng ta thấy phải ngày 23 mới bắt đầu có không khí Tết, được đánh dấu bằng ngày cúng ông Táo về trời. Còn người công nhân phải đến ngày 25, 27, thậm chí 28, 29 mới được nghỉ Tết. Như vậy là Tết của người Việt Nam chậm hơn. Ở Việt Nam thì 3 ngày Tết chính để mọi người đi thăm anh em họ hàng, bạn bè và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Còn ở Trung Quốc, ngoài 3 ngày đó ra thì người Trung Quốc nhiều nơi còn đi chúc Tết đến ngày mùng 4, mùng 5. Sau đó thì họ vẫn còn rất nhiều hoạt động để đón xuân, các hoạt động có thể kéo dài đến tận rằm tháng giêng. Lúc này thì các hoạt động sống bình thường mới thật sự trở lại. Thực ra thì ở Việt Nam, mình thấy người Thái, người Giấy cũng rất coi trọng ngày rằm tháng giêng. Những người đi làm ăn xa thường cố gắng chờ qua ngày này mới đi. Họ ăn ngày rằm cũng quan trọng không kém gì ngày Tết. Nói chung là văn hóa thì mỗi nơi mỗi khác, rất đa dạng và cũng rất thú vị. Dù sao thì như vậy chúng ta cũng thấy người Trung Quốc ăn Tết 40 ngày là có, nhưng nó bao gồm cả những ngày nghỉ không chính thức, chứ không phải là người dân được nghỉ Tết 40 ngày đi chúc Tết nhậu nhẹt liên tục như vậy. Nếu có ăn Tết dài, chắc chắn chỉ có Tết Covid mới thật sự dài đến hàng tháng trời mà thôi. Tiếp theo là việc trang trí cho ngày Tết. Thì ở Việt Nam các bạn sẽ thấy nhà nào cũng phải chuẩn bị cho mình một cành đào nếu là miền Bắc, còn miền Nam là cành mai. Ngoài ra còn có quất, bưởi vân vân, rồi đèn led nháy trang trí rất lung linh. Còn ở Trung Quốc thì họ không chơi đào mai mà họ chơi mơ, thủy tiên, quất và cà tím. Mình thì không hiểu tại sao họ lại chơi cà tím, nhưng loại quả này nếu mà để tượng trưng thì đúng là cũng rất thú vị. Thế nhưng cái đặc biệt mà bên Trung Quốc nhìn phát nhận ra Tết luôn, đó là màu đỏ. Nhà nào cũng trang trí đèn lồng, chữ dán màu đỏ nhìn rất nổi bật, nhìn thấy cái là biết ngay là Tết. Có điều thú vị là ở Trung Quốc họ dán chữ phúc trước cửa, mà chữ phúc này lại phải dán lộn ngược chứ không dán thẳng. Tại sao lại như vậy? Thì chữ phúc ngược có nghĩa là phúc đáo. Bởi trong phát âm tiếng Trung thì phúc đáo mang nghĩa là phúc đến để cầu chúc năm mới nhiều tài lộc và hạnh phúc. Họ còn tổ chức múa lân, múa sư tử, đốt pháo, tạo nên không khí rất náo nhiệt rộn ràng. Về nguồn gốc Tết ở Trung Quốc thì Tết cổ truyền ở Trung Quốc có xuất xứ từ văn hóa tế lễ tháng Chạp của thời vua Nghiễu Đế Thuấn với lịch sử hơn 4.000 năm. Tương truyền là vua Thuấn đã trở thành hoàng đế đứng đầu triều đình xưa. Ông đã tổ chức cúng tế và bày tỏ lòng biết ơn trời đất vào ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch. Và kể từ đó, dân chúng xem đây là ngày lành. Cứ tới ngày này hàng năm là lại ăn mừng một năm mới bình an, hạnh phúc. Dần dần, tục lệ này ngày càng thêm linh đình, thời gian được kéo dài thêm. Và cuối cùng thì nó trở thành những ngày Tết như hiện nay. Ngoài ra thì cũng có truyền thuyết nói rằng dịp Tết của Trung Quốc bắt nguồn từ một cuộc chiến chống lại con Niên trong truyền thuyết. Niên là tên của một con quái vật hay xuất hiện vào đêm giao thừa để phá hoại gia súc, mùa màng. Và người dân trong làng thì ai cũng phải khiếp sợ. Muốn xua đuổi con quái vật này thì phải mặc đồ đỏ, treo đèn lồng, câu đối trước nhà và đốt pháo. Chính vì vậy ta thấy bây giờ Tết Trung Quốc tràn ngập màu đỏ. Còn nguồn gốc Tết của Việt Nam thì khác.
họ Hồng Bàng dựng nước Văn Lang. Từ năm Nhâm Tuất 2879 trước Công Nguyên, trị vì 2622 năm. Và từ thời đó thì người Việt ta đã ăn Tết, có nghĩa là Tết của ta xuất hiện trước thời Bắc thuộc. Thêm nữa, sự tích bánh chưng bánh dày. Hai loại bánh này được con trai thứ 18 của vua Hùng là Lang Liêu tạo ra để bày tỏ lòng biết ơn đến vụ mùa thu hoạch và có lịch sử lâu đời trước cả thời kỳ đô hộ. Nên Tết của Việt Nam không có nguồn gốc từ Trung Quốc và cách đón Tết, ý nghĩa của Tết của chúng ta cũng khác Trung Quốc. Ở Việt Nam, phong tục ăn Tết rất phong phú và đặc sắc. Đầu tiên là ngày 23 tháng Chạp âm lịch là lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tiếp đó là ngày rộn ràng gói bánh chưng ở miền Bắc hay là bánh tét ở miền Nam. Mọi người thì về quê ra mộ thắp hương, rước ông bà ông vải về nhà đón Tết. Bên cạnh đó cùng nhau chuẩn bị mâm ngũ quả. Đến đêm 30, mọi người làm mâm cơm cúng giao thừa. Giao thừa xong thì xông đất hái lộc, sáng mùng 1 đi chúc Tết, thăm hỏi đến mùng 3 thì hóa vàng. Còn người Trung Quốc cũng có lễ tiễn táo quân vào ngày 23 tháng Chạp, nhưng họ tiễn táo quân bằng ngựa. Món ăn truyền thống của người Trung Quốc là sủi cảo. Sáng mùng 1 Tết thì người Trung Quốc cổ có phong tục là khai môn pháo trượng, tức là đốt pháo đón mừng năm mới. Nhiều nơi ăn canh bột nếp với rau cải để cầu sung túc. Và năm mới thì họ sẽ không động đến chổi để quét nhà, vì họ cho rằng làm như vậy sẽ quét may mắn ra khỏi nhà. Ở Trung Quốc thì cũng thường có tục múa lân, hội đèn lồng và rằm tháng giêng. Riêng về ẩm thực Tết thì Việt Nam nổi bật với những món nhìn là thấy Tết như là bánh chưng, bánh tét, giò, củ hành, mứt, v.v. Ngoài ra thì còn có nhiều món đa dạng, phong phú khác tùy từng vùng miền. Ở miền Nam thì có củ kiệu, tôm khô, thịt kho hột vịt, bánh tráng cuốn, canh khổ qua, v.v. Và thịt đông, nem rán, canh măng khô ở miền Bắc. Còn người anh em hàng xóm đất Bắc vốn nổi tiếng về một nền ẩm thực đồ sộ, vậy nên thực đơn ngày Tết của người Hoa cũng hoành tráng không kém gì. Có thể kể đến bánh cao niên, bánh khoai môn, bánh củ cải, sủi cảo, há cảo, gà cung bao, v.v. Rồi một số món còn mang tính biểu tượng như là cá, bánh cảo, v.v. Trung Quốc thì cũng lì xì cho trẻ em và người già để mang đến sự may mắn như Việt Nam, nhưng mà phong tục lì xì có những sự khác biệt. Theo truyền thống thì trẻ em Trung Quốc sẽ nhận được những phong bao lì xì mừng tuổi, sau đó chúng tích lại và cất dưới gối trong khoảng một tuần trước khi mở ra. Người Việt Nam thì có thể sử dụng tiền lì xì bất kỳ lúc nào. Giờ mừng cho trẻ con là nhiều đứa nó xé bao lì xì, lấy xong cái ruột vứt luôn cái vỏ tại chỗ. Có một điều ít bạn biết, đó là Tết ở Việt Nam và Tết ở Trung Quốc thì có thể lệch nhau một ngày. Năm 1967, Việt Nam chính thức theo múi giờ cộng 7, trong khi Trung Quốc theo múi giờ cộng 8. Cứ mỗi 23 năm thì số giờ chênh lệch cộng dồn thành một ngày. Do đó, một số tháng của âm lịch Việt Nam chênh nhau một ngày so với Trung Quốc. Từ đó mà hình thành lên chu kỳ cứ 23 năm lại có một lần Tết âm lịch chênh nhau. Và năm 2030 và 2053, người Việt Nam sẽ ăn Tết sớm hơn Trung Quốc một ngày. Tết đối với người Việt Nam và người Hoa đều là ngày lễ hội quan trọng, vừa là để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới, vừa là để gia đình có cơ hội sum vầy và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong tương lai. Tết là dịp thờ cúng tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đến bậc ông bà cha mẹ. Tết cũng là dịp để sắm sửa quần áo, thực phẩm và trang hoàng lại ngôi nhà thật đầy đủ và sạch sẽ để đón một năm mới may mắn và đầy hy vọng. Đốt pháo là một hoạt động không thể thiếu trong những ngày Tết ở Trung Quốc, vì người dân tin là làm như thế sẽ xua đuổi tà ma và những điểm dở trong năm mới. Còn hoạt động này đã bị cấm ở Việt Nam từ năm 1995. Đêm giao thừa là lúc nhà nào cũng sẽ tổ chức bữa cơm tất niên cúng bên gia đình, sau đó sẽ ngắm pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự khác biệt trong việc ăn Tết giữa người Việt Nam và người Trung Quốc. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.